Sau khi sự việc được đăng tải, đã thu hút được nhiều cư dân mạng, đa số đều cho rằng với những thượng đế oái âm như thế này thì nhân viên quá đáng một chút cũng là điều dễ hiểu. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!